Bữa hổm là con có ghé rồi, có thằng em nó dẫn lại đây để cho lấy bánh mì với thức ăn cho ăn, nhưng mà ngặt cái là nó ăn bánh mì không, nó không chịu ăn thức ăn chú ơi. Thức ăn là cá bự. À, thức ăn nó không chịu ăn, cá đàn cá linh này không ăn thức ăn. Mến chào cô bác anh chị em, thì hiện tại Cao Hớn mình hôm nay là ngày cận Tết rồi. À, mình có đi ngang cái công viên Nguyễn Du thì mình gặp cô bác khoảng giờ này khoảng 9 giờ mấy, gần 10 giờ thì gặp mấy cô chú cho cái đàn cá linh ăn nè, rất là nhiều luôn. À, sẵn mình ghé lại mình xem mấy cô chú cho ăn, sẵn mình xuống dưới mình quay lại đàn cá linh cho bà con cô bác mình xem lại lần thứ hai nha. Trời ơi coi kìa, bu đầy đen kỉnh luôn. À, chú đem thức ăn lại cho ăn rất là nhiều luôn kìa. Để xuống dưới mình coi những cái thức ăn là gồm những cái gì. Còn bà cụ ở đây nữa nè, để mình kiếm cái bậc mình đi xuống. Còn mình lội tuốt đằng nẵng, nó có cầu thang đi xuống mà xa quá, phải đi ra tắt đường này luôn. Ui, leo xuống đường này luôn. Ý, lên hả bà? Dạ cô cho cái là đàn cá linh ăn hả? Dạ. Dạ. Cô lên nè, không con nắm tay à, cô nắm nè. Ôi. À, cô cho ăn đây lâu chưa? Mới cho ăn. Dạ. Là cô đi đem thức ăn bằng cái xe đạp này sao? Dạ. Là đàn cá linh này có lâu chưa cô? Đời lắm rồi chú ơi, tôi nghĩ lâu đời. Dạ cô đi nha. Dạ, dạ. Dạ chúc cô nhiều may mắn nha cô. Dạ, dạ. Dạ để con xuống tham quan đàn cá. Ôi ôi cái bu lại coi kìa. Khánh cầm giùm cái máy lội xuống cái Khánh. Ờ cá bắt đầu nó bu vô chỗ chú đó kìa. Để leo xuống rồi, phải vịn cái cây này leo xuống mới được. Đây. Đây. Được rồi, rồi đưa cái máy à. Đây. Ông bước lên đây con. Ôi, trời ơi, mấy con đứng xích lên để gớt xuống hồ đó, sao quá. Dạ con biết bơi. Con biết bơi rồi. Bơi em mà không biết bơi. Ồ ôi. Coi kìa, lự hết trơn coi kìa. Sao mình không thấy là sao mình để. Ồ. Sao mình ôi ôi có kìa, nó bu lại kìa cá linh không ạ? À? Nè để tôi thấy bánh mì xuống là nó bu nè. Dạ bà hổm con ghé rồi, con thấy nó ăn bánh mì quá trời luôn à. Ừ. Rồi chú giải cái này trong đây là cái gì? À giải này là lát nữa cho cá nó bu vô. Cơm, cá nó bu vô đây ăn. À, nó bu vô đây nè. Trời ơi nó lự cái trơn kìa, chả bánh mì kìa. Đặc biệt là cái đàn cá linh này nó khoái ăn bánh mì. À khoái ăn bánh mì. Còn con nghe nói là khoái ăn bánh mì với cơm phải không chú? À bánh mì ăn bánh mì với cơm. Dạ. Cơm bún gì nó khoái lắm. Cơm bún. Rồi, lát nữa bu vô đây là cá bự bự không đó. Cá bự bự vô nó ăn. Dạ. Chú thường lại đây cho ăn không? Thường, ngày nào cũng cho chứ. Rồi những cái này là làm sao chú? Những cái này là làm sao? Con thấy cũng như thức ăn này là của ai? Cái này là của tôi. Cũng như là tôi đi chạy xe tôi lụm phế liệu á. Dạ. Lụm đồ mũ á. Rồi cơm người ta treo toàn đang đó mình lụm luôn. À, mình để đem đây giống như là cho đàn cá ăn. À, mình như mình làm từ thiện như cho làm phước cho tụi nó ăn vậy. Dạ, mà chú làm cái công việc mà cho cá ăn này lâu năm chưa? À, cũng năm ngoài rồi. Dạ, mà em khoảng 1 năm nay. Trời ơi, đặc biệt cá linh coi kìa. Cái đàn cá linh này là chú phát hiện và thấy nó ở vị trí cái hồ này là bao lâu rồi chú? Cái này là nó vô hồi lúc nó còn nhỏ. Rồi nó đầu nó lớn. Yeah. Như là nó vô cái đường nước ở ngoài bên sông á. Ồ, nó bù đèn kịnh hết trơn luôn. Ở Đà Nẵng là có ống cống bự, nó vô cái đường nước sông vô đây, vô ra thoải mái. À, đằng đó có đường cống đi vô ra mà. Cũng như là những cái lỗ nhỏ nhỏ vậy nè. Dạ. Lỗ nhỏ nhỏ vậy nè, thì những cá nhỏ thì nó chui vô được. Rồi đầu ở cái này lớn ở trong này luôn. Chắc nó vô đây rồi, nó thấy ở bình an rồi, có thức ăn ăn, chắc nó không giờ ra hết chú. Ờ, à, đúng rồi. Wow. Ồ đây điều đặc biệt mình thấy cá linh kìa, nó đen kịt nó dữ luôn kìa. Nó đổ con mà nó bu rồi thấy không? Chú đổ lại đây là cá nó bu bên ngoài nó không dám đi ăn. Khi mà chú lên thì nó mới lại. Ừ. Tôi lên rồi nó mới lại. Kìa đen kịt luôn rồi kìa. Nó ăn bánh mì. Ồ. Con cá linh là cũng bằng ngón giò cái cho lên không á. Ừ. Cái này là nhỏ đó, còn mà lợi tới đằng kia kìa, con nào nấy là bự bự không à. Ủa, lại đẳng là cá bự nữa hả chú? Ừ, đằng chỗ cái cầu đó. Là cá bự hơn cái này. Dạ, trời ơi, nó lội vô cái kìa. Của bà cô hồi nãy bà đổ thức ăn ở đó, bây giờ nó bu lại đằng đó kìa. Ừ. Đây nè, chỗ này mới nhiều dữ nè. Ồ, đen kỉnh nước luôn rồi nè. Lội là thấy đen kỉnh luôn. Bữa hổm là con có ghé rồi, có thằng em nó dẫn lại đây để cho lấy bánh mì với thức ăn cho ăn. Nhưng mà ngặt cái là nó ăn bánh mì không, nó không chịu ăn thức ăn chú ơi. Thức ăn là cá bự. À, thức ăn nó không chịu ăn, cá đàn cá linh này không ăn thức ăn.
để phải tôi phai ra chút nước xích vô bà. Con đứng xích vô bà đi con. Té xuống đó. Đó, thấy chưa? Ồ, nó lại gần kìa. Xích vô bà. Bò luôn con. Có khi nào chú ngồi gì rồi nó lại gần đây nó ăn luôn không? Có. Trời ơi, nước đen kịnh luôn kìa, nó lội kìa, đặt cạch ở dưới luôn. Cái này nước rồng, nước lớn là mình ngồi đây, đầu ngồi đó đó. Dạ. Do nó ăn bánh mì cái nọ, đỡ dò này lại dĩa. Lại dĩa dò chú luôn? Dĩa luôn. Ồ, cái linh mở dạng dưới ta. Ủa kìa, nó ăn bánh mì thấy ham không? À, và cái hồ này có ai mà đến đây câu cá gì không chú? Không, tại vì đây là hồ là đỡ là thiên nhiên. Với hồ này thuộc về quản lý của nhà nước ha chú? À, quản lý nhà nước. Rồi đó là thiên nhiên, tự 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 nó chết, tự nó sống vậy. Dạ. Đó. Ồ. Rồi trong những mấy cái ngày Tết á, rồi chú có bận biểu công chuyện rồi chú có tới đây cho ăn mấy ngày Tết nữa không chú? Cũng có. Khi mình cũng đi rảnh gan, mình mấy ngày Tết tôi cũng đi lụm phế liệu à. À, tại vì ngày Tết người ta thường thường là không ai làm, ta nói làm mà sợ mằng suốt đời suốt ấy đó. Còn tôi thì tôi mằng suốt. Dạ. Ngày Tết mùng 1, mùng 2 thì tôi cũng đi lụm như trai hết á. Rồi chú cuộc sống gia đình như thế nào? Ờ cũng ha, vợ thì tật nguyền, với thằng nhỏ cũng có tật nguyền rồi đó. Dạ. Đó, thằng đó nó đi không có dẫn. Dạ có tật rồi, đứa con của chú có tật luôn. Rồi công việc của chú thì nhặt phế liệu rồi sẵn nhặt cho những cái đồ thức ăn này đem cho mấy đàn cá đây ăn luôn. Dạ. Hoàn cảnh nghèo lắm chú ơi. À. Cũng như cầm xe chạy ba gác thì rồi công an nó bắt. Dạ. Nó bắt thành thử ra ví dụ mình đi lượm phế liệu gì nè, rồi ở đầu rồi công an nó gặp mình nó cũng hỏi nó chú ơi hoàn cảnh khổ quá đi lượm phế liệu chứ không có chạy xe ba gác. Nó đi lụm phế liệu để bán kiếm tiền để sinh nhai hàng ngày. À, mặc dù chú khó khăn vậy nhưng mà vẫn hàng ngày vẫn đi gom những cái bọc thức ăn này để cho cái đàn cá đây ăn. Dạ. Dạ, vậy là chú quá tốt rồi. Ồ, cá kìa nè. Mà điều đặc biệt là thường thường là mình ít khi nào mà thấy mấy cái đàn cá linh mà nó nhiều như vậy hả chú? Đúng rồi. Thường thường là chỉ cá điêu hồng hay là cá dồ, cá cha, cá sặc, cá này cá kia thôi. Nhưng mà điều đặc biệt là thấy cái bầy cá linh là rất là nhiều, rất là khủng luôn. Cái bụng con. Thôi kìa, nó bu đầy sạch hết trơn kìa. Mình quay bằng cái gồ thì bà con cô bác ít thấy kìa. Lư hết trơn, điều đặc biệt là cái bầy cá linh không. À bắt đầu nó lội vô coi nè. Ôi ôi. Quá nhiều luôn. Rồi một ngày chú thu nhập gì mà kiếm tiền để nuôi gia đình mình khoảng nhiêu tiền chú? Thì vừa gạo thóc cá mắm này kia nọ với con cái ăn kiếm ngày cũng 100-120 vậy. Dạ. Là chàng gia đình chú là còn bà xã ở nhà tật nguyền là thêm đứa con này tật nguyền. À, với thằng đó đó, thằng đó. Nhưng một thằng nữa là có 4 người. À, là gia đình 4 người. À, mình anh chú đi làm hay sao? Đâu có thì tôi chạy vòng vòng cái đó rồi vợ ngồi ở trên đó, tôi lụm giấy bọng kia nọ ngồi trên xe đó. Bà xã ngồi trên xe luôn. Trời ơi. Rồi hai đứa con cũng đi theo luôn hả chú? Đi theo luôn. Khi người ta thấy hoàn cảnh nghèo cái nọ đồ á, người ta ra cho liền tiền thằng 50-100 gì đó. Dạ. Đó. Càng ngày nó càng bu vô nhiều coi nè. Ôi ôi. Ôi coi nè. Thấy nó ăn mà nó mình thấy ham luôn á. Lúc mà chú cho ăn như thế này nè, chú tại sao mà con hỏi chú lý do mà tại sao mà giờ lúc chú cảm thấy mà đi lượm nhặt những thức ăn này để cho mấy cái cá này ăn là chú có nghĩ về một cái điều gì không chú? Không có nghĩ gì, cũng như mình lượm cơm thay vì người ta lượm cái bỏ thùng rác cái nọ, lấy cơm bỏ thùng rác cái nọ tôi cũng móc lên đặng để tôi đem cho cá ăn vậy rồi. Chú có nghĩ mình làm này là tạo phước hay là tạo gì không chú? Nghĩ mình tạo cái phước cho lại cho con cái mình về sau nữa. À rất là tốt. Dạ. Mặc dù công việc của chú thì cũng còn khó khăn kiếm ăn bằng những cái đồ phế liệu để đi bán. Dạ. Nhưng mà chú dành tình cảm cho mấy cái đàn cá này nữa, chú công việc của chú cũng rất là tốt rồi. Cô dạ. Càng ngày nó càng bu vô coi nè. Tôi cũng như tôi chạy xe vậy đó, rồi tôi còn khi mà tôi lại gặp mà ai mà làm không kịp cái nọ tôi cũng phóng xuống tôi tiếp. À. Đó, tôi tiếp rồi cái nọ cái gì người ta có. Tức là chuyện. Tiếp bà con. Tiếp bà con rồi bà chọn dù khó khăn gì mình cũng phóng xuống mình tiếp. Dạ. Đó. Đây là bịch muối. À bịch muối. Dạ chú ơi thì con
Mặc dù chưa biết chú nhiều, cũng mới biết chú qua đây thôi, nhưng mà con nhìn nét mặt của chú với cách chú diễn tả và thực hiện công việc của chú thì con cũng thấy thương cảm chú quá. Con có ít quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân gửi cho con. Con xin nhín 500 ngàn của cô Nguyệt Bảo Đức ở bên Mỹ, con gửi chú 500 để chú có chi phí ra để sử dụng ngày Tết nha chú. Dạ, con rồi. Xin gửi chú 500 nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân á chú. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ. Con chúc chú nha. Sang năm mới được dồi dào sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng nha chú. Gặp dạ. Những điều may mắn trong cuộc sống. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Là công việc chú này như chú thực hiện như thế này, có thể là chú nghĩ là mình thực hiện đến suốt cuộc đời luôn không? Cho những đàn cá ăn. Vẫn là suốt đời luôn vậy đó. Có sức khỏe là sẽ đem thức ăn cho cá ăn hoài. Cho cá ăn hoài. Dạ. À, thì ngày nào tôi cũng đi đem lại cho cá. Dạ, con cũng cầu mong chú có sức khỏe để những cái đàn cá tại cái hồ này có được thức ăn để nó khỏe khoắn hơn. Dạ. Dạ. Chú dạ. Cho ăn vậy nè, chú có niệm Phật không? Có, mình vừa cho ăn mình cũng đọc trong tâm mình vậy đó. Dạ. À, để giờ chút cái nọ để mình làm cái bước này để sau này cho con cái nó lớn lên nó có phước hơn với người ta. Dạ. Đó. Chú khi mà cho ăn vậy đó, cái chú niệm Phật cho đàn cá để cho đàn cá nó được tốt hơn với chú cũng được tốt hơn. Dạ. Dạ. Con cũng cầu mong như vậy để chú gặp những điều may mắn để cho những cái đàn cá này nó có thức ăn được hàng ngày. Dạ. Dạ. Rồi chú cho ăn xong rồi ha. Dạ, rồi, rồi, ăn xong. Dạ, con cảm ơn chú nha. Dạ, chúc dạ. Chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn Mạnh Hồng Quân luôn ha. Dạ, dạ. Ôi ôi đàn cá kìa. Khi mà mình đứng lên là những cái thức ăn này nó sẽ bò sát vô đây nó ăn. Dạ. Còn chú không giải ra ngoài được, giải ngoài thì nó chìm chứ ha chú. Chìm chứ, đỡ đây rồi nó vô nó ăn. Dạ. À, tại vì mình cho nó ăn là mình đỡ đây nè, nó ngoài vô ăn. Còn nếu mình bỏ mà kia thì nó chìm chứ, nó ăn không có được. Dạ. Bỏ cặp mé vậy nè, nó bu vô nó ăn. Dạ. Ôi ôi. Cá nó đang nổi lên và nó đang đợi ở bên ngoài. À. Khi mà chú đứng dậy đi á thì mấy cái đàn cá này sẽ bu vào sát cho để ăn. Ôi, bắt đầu nó nổi lừ hết trơn rồi nè. Dạ, vậy chú lên đi, con cũng lên đây để cho đàn cá nó bu vô nó ăn. Dạ. Ôi. Ê, coi chừng chú. Gạch chân. Đi lên kìa con. Dạ. À. Kìa, cá bắt đầu nó bu vô kìa, nó bu vô từ từ trong rồi kìa. Đen rồi kìa, bắt đầu nó lội vô từ từ rồi kìa. Ôi ơi. Sau khi chú giải thức ăn ở đó xong, chú đi lên thì đàn cá bắt đầu là từ từ tiến vào. Rất là đông luôn rồi kìa. Mình không dám lại gần nó không dám vào bên bờ để ăn. Nó đang nổi ở phía bên ngoài kìa nè. Lừ hết trơn. À, điều đặc biệt thì ở đây là cái đàn cá linh rất là nhiều luôn. Tại cái hồ này. Cái hồ này rất là rộng. À, bắt đầu tiến vô coi kìa. Lần đầu tiên thì Cao Hớn mình mới thấy được cái đàn cá linh. Mà nó nhiều như thế này và nó ăn cơm và ăn bánh mì. À, cũng hơi ngộ. Giống như là đàn cá này mà có tánh linh nó tu vậy đó. Nó biết tại vị trí cái hồ này là yên bình nè, bởi vì từ cái sông Hậu nó chui vào những cái ống cống nhỏ để vào cái hồ này nó ở. Được bà con cô bác đến đây cho ăn bánh mì với bún với cơm. Quá nhiều luôn. Rồi thôi, Cao Hớn mình xin tạm dừng clip tại đây để đi lên. Cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi.